Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Người tuổi Sửu chọn tuổi nào trong nhà năm Canh Tý 2020? Giúp gia chủ phát tài thoát lộc. Nhà sông đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi sông đất tốt cho nhà mình. Sau đây, từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người sông đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người sông đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi sông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi, thành đạt. Thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, sông nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi sông nhà năm 2020 hợp với năm và ngày sông nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người trong nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt trong nhà hợp với năm mới, ngày trong nhà, mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người sông đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các cái yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Người tuổi Sửu chọn tuổi nào trong nhà năm Canh Tý 2020? Trước hết chúng ta cùng xem cái tuổi trong nhà ngày mùng 1 Tết Canh Tý năm 2020 cho người tuổi Sửu. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tuổi khá là ở trên cái mức trung bình trước. Thì ở đây gồm có các cái tuổi sau đây. Thứ nhất là Đinh Mão, Đinh Thị, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão. Người Kỷ Thị, Canh Tý, Canh Dần. Thêm các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Và sau đây là các cái tuổi tốt mà trong nhà rất tốt cho ngày mùng 1. Đấy là gồm có Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân và Ất Hợi. Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất và Kỷ Hợi. Trong đó thì các cái tuổi Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Sửu 1925, 1985, Nhâm Thân 1932, 1992, rồi Ất Hợi 1935, 1995, Nhâm Thìn 1952, 1912, Ất Mùi 1955, 2015. Tốt nhất đó là những cái tuổi tốt nhất vì được cả can và cả chi. Còn dưới đây là tuổi tốt sông nhà ngày mùng 6 Tết Canh Tý 2020. Thì các cái tuổi khá ở trên mức trung bình là những tuổi sau: là Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi. Thiên các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Mậu và các cái chi là Ngọ và Dần. Dưới đây là các cái tuổi tốt. Thì những cái tuổi tốt thì gồm có các cái tuổi sau đây: Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, rồi Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó những cái tuổi Ất Tỵ 1905, 1965, Đinh Tỵ 1977,
Ất Sửu 1925-1985 đến Đinh Sửu là 1937-1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Sửu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các cái tuổi tốt hợp với từng gia chủ tuổi Sửu là như thế nào. Thì đây chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về tuổi Ất Sửu sinh năm 1925-1985. Ở đây là chúng ta thấy là Ất là khắc với Kỷ, Tân và hợp với Canh. Thì cái tuổi hợp đây là Canh Tý, Canh Dần, rồi Canh Thìn, Canh Ngọ, Canh Thân, Canh Tuất, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý, rồi Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Quý Tỵ, Ất Dậu, Đinh Dậu và Quý Dậu. Thứ hai là tuổi Đinh Sửu 1937-1997 là Đinh khắc với Tân, Quý và hợp với Nhâm. Vì các cái tuổi hợp là gồm có là Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Dậu, Đinh Dậu, rồi Kỷ Dậu. Tuổi thứ ba là tuổi Kỷ Sửu 1949-2009 thì Kỷ khắc Ất, Quý và hợp với Giáp. Thì cái tuổi hợp ở đây là Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, rồi Đinh Dậu, rồi Kỷ Dậu, rồi Tân Dậu. Thứ tư là Tân Sửu 1901-1961 là Tân khắc Đinh, Ất và hợp với Bính. Thì cái tuổi hợp đây là Bính Tý, Bính Dần, Bính Thìn, Bính Ngọ, Bính Thân, Bính Tuất, Giáp Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ, Kỷ Dậu, Tân Dậu và Quý Dậu. Thứ năm là Quý Sửu 1913-1973 là Quý khắc Kỷ, Đinh và hợp với Mậu. Thì tuổi hợp ở đây là Mậu Tý, Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Ất Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu. Và quý anh chị thân mến, thì trên đây thì quý anh chị đã cùng chương trình chúng tôi tìm hiểu về các cái tuổi hợp để trông đất năm 2020 cho người tuổi Sửu. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến trông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.